Anh có thể cho em biết là cái cách mà lựa chọn cái quả mận như thế nào nó ngon mà nó dễ giá cả bán được ấy. Chúng ta cách để lựa chọn quả mận đẹp với cả giá cả thì đây là những quả này là được lựa chọn là hàng đầu rồi. Đấy. Rồi, anh có thể chỉ cho. Hàng đầu. Quả đầu này sẽ Ừ. là như thế nào? Có nghĩa là giá nó sẽ là nó cao. Đây, của những quả hàng đầu đây. Đấy. Đấy, quả này là quả hàng đầu. Mà những cái quả như thế này là quả hàng hai. Đấy. Quả quả ngố là những cái quả như này, với cả những cái quả như này. Đây. Đấy, nó gọi là mận ngố. Mận chọn và quả hàng sau là quả hàng xô. Đấy, trong phân thành 3 loại. Đấy là anh đang hiện giờ đang phân theo cái kích cỡ đúng không ạ? Đúng rồi, kích cỡ quả quả Mỗi quả thì tầm mận khoảng đấy. bao nhiêu một ký nhỉ? Những cái quả này thì chắc nó từ 16 đến 20, 22 quả một một cân. Còn những cái quả này thì từ khoảng 18 đến 25 quả một cân. Đấy, nó như thế. Còn phấn với màu sắc thì nó có ảnh hưởng gì đến? Có, nói chung là quả thì mình đấy, quả như này rồi thì mình chảy phân loại thì cố gắng giữ giữ lấy cái màu phấn này bán cho nó được dáng. Màu màu sắc như quả nó có cần cần yêu cầu đỏ hay là có những cái chấm xanh hay gì không? Hay thì nó Nói mới chung gọi là là hàng. quả thì chợ thì nói chung là màu thì nó cũng phải đỏ đều. Đấy, như này. Như này nó cũng đấy, màu sắc đấy. Nên là quả sẽ phải đỏ đều quả, Đỏ đều phấn quả. dày đều dày. Giá thành nó mới cao. À đấy. Thế những cái quả mà hàng bi, hàng biếc hay hàng chân là như nào anh nhỉ? Đây, hàng chân thì đây. Đây. Như quả này thì gọi là đánh giá là nó là quả hàng chân. Đấy. Cái Cậu size bé. này khoảng độ bao nhiêu? Size này thì nó phải đến tầm Bao nhiêu? 3 30 35 quả một cân. Còn Còn cái size đấy là còn còn size hàng chọn thì nó chỉ tầm khoảng từ 10 20 đến 28 quả. Chọn của thằng ngố thì từ 16 quả đến 22 quả. Cân. Vậy thôi, em cũng chỉ có